Tất cả mọi người là Wow Show, các bạn nhớ subscribe và các bạn nhớ bấm chuông dùng Wow Show nha. Mình sẽ cảm nhận là 20 độ. Trời lạnh quá mọi người ơi. Wow, với trạng thái này mình sẽ đi ăn đồ nóng siêu ngon nha. Hani, 장사하신 지 오래 되셨어요? 11년이요. 아, 11년 됐어요? 네, 11년 됐어요. thế bài nghỉ và mở từ 3 giờ đến 12 giờ tối. 시키던 거에 그냥 추가로 하나 드리는데. 네. 참가할 때는 이제 원하시는 맛으로 해드리긴 했는데 바쁠 때는 그냥 랜덤으로 나가요. 아, 랜덤으로 나가요? 그럼 랜덤하게 주세요. 알겠습니다. 네. 좀 더 이거 갈릭과 와사비. 감사합니다. 좀 더 이거 포마이 và cream. Cái nhiệt độ mình cảm nhận là 20 độ nên là mình phải chui vô đây và ăn. Chắc thời này không ai xài cái này đâu. Ăn takoyaki phô mai trước. Wow. Tay nghề 11 năm rồi khách. 4 ngày thì mình mua được 6 viên. Mình được chọn 2 vị thôi. Còn đây là chắc là phô mai thôi đúng không? Có vàng vàng này. Mà ăn vô thì nó rất là dai. Wasabi, wasabi. Trời lạnh vậy, ăn nóng thì rất là ngon. Wasabi ngon quá. À, có mùi hăng nữa. Đúng như ăn sushi vậy đó. Phô mai, cay tỏi, cay. Vị này là ngon nhất. Cái này là cá đúng không? Cái xung quanh là cá đúng không? Nó rất nhiều luôn á. Còn dưa luôn á. Wow, thật sự mình thấy takoyaki ở đây rất là ngon. Thứ nhất là cái mực nó rất là giòn và nó dai và rất là tươi nữa. Thứ hai là nếm gia vị ở đây cũng rất là vừa phải mà rất là hấp dẫn mà ăn là rất là bắt miệng luôn. Thì đây là một trong những chỗ bán takoyaki mà mình thấy ngon, mà rất ngon. Wow, cameraman của mình lạnh quá, mình phải mua cái này túi ấm á. Mình trước khi dùng thì mình phải lắc cho nó ấm. Con trai nào mà. Sẽ biết cái chuyện gì không? Nghĩ cho nghĩ nghĩ đông cho ta. Đừng đừng nâu á. Nè. Nè nè. Thì nay đây xuất phát cái tệ. 이거 학교 가기 전에 자주 먹었었거든요. 진짜 이게 몇 년 만인지 모르겠어요. 베트남에서 공부하고 왔어, 그럼? 네, 예. 공주. 네, 감사합니다. 감사합니다. Tôm đây có hen, còn cái này không có hen. Cái này giá cũng rất là rẻ, như ngày xưa cái này là 1.500, còn cái này là 2.000. Ăn 1.500 chắc nha. Mình thấy ngon hơn ngày xưa luôn á. Hồi xưa cũng nấu kiểu giống vậy, trong đây có trứng với lại bắp cải. Đây là bánh mì Việt Nam của Hàn Quốc. Rất là nóng nha. Và những cái món này thì cũng thèm hai buổi sáng nên là cô bán từ 5 giờ sáng đến 7 giờ chiều. Nhưng mà hôm nay sẽ về sớm vì lạnh quá. Và ngày mai sẽ lạnh hơn nữa. Mình sẽ đổi qua món hem 2.000. Có hem thôi mà nó ra vị thắt đốt. Cái tiệm này là ngay trước cổng Veggie số 1 nên là đi làm xong về thấy đói là ăn liền. Nhưng mà kịp giờ thì mới được ăn nha. Một miếng thôi mà nó chênh lệch lớn quá nha. Nè, chào mừng xin đa. 안녕하세요. 네. Chỗ kia bật nhạc quá to nên là mình không thể đứng đó ăn được. Nên là mình vào cái hẻm này ăn. Mỗi cái là 3.500. Cái này gọi là takochi nhá. Xiên gà nướng.
Đây là vị cay, còn đây là vị muối. Ăn với hầm ba luôn luôn á. Tay nặng quá mình phải đưa ba chai mới ăn được. Không cay lắm đâu, nó ngọt. Giả vờ nướng thịt nha. Wow, mình đứng nãy giờ mà lạnh quá không chịu nổi nên là mình phải vào quán ăn mới được mọi người ơi. Quán ở đây thì bán những cái món ăn truyền thống. Trong đây có là món canh, nhưng mà trong đây có cơm sẵn, canh giá đỏ cay. Còn bên đây là cơm canh kiểu Nam Triều Tiên, Nam Hàn. Đây đấy này. Những món ở đây là nhảy rượu hết. Nhưng trời lại như thế này là đây là muốn nhảy gì? Này. Mình có vẻ cay. Hôm nay cũng có giá. Chúng là miệng. Sau khi mà ăn xong thì mình đã ấm lại rồi. Thì mình sẽ đi ăn tiếp nha mọi người. Ở đây thì bán cá đầu đỏ thì người ta đang xếp hàng đợi. Bởi vì ở đây có một cái vị rất là đặc biệt, 20 mấy người đang đợi đó. 346 minutes later. Nãy giờ mình xếp hàng 30 phút mà mình chưa được ngửi cá đầu đỏ. Mà bây giờ thì lạnh quá rồi, mình không chịu nổi nên là bây giờ mình sẽ về nhà thôi. Và cảm ơn mọi người đã xem clip của Hoa Xuân, và các bạn nhớ subscribe và các bạn nhớ bấm chung nhiều Hoa Xuân nha. Hẹn gặp lại tuần sau nha.